Chào mừng quý chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nhà Đất An Phú và tôi là Biên. Ngày hôm nay trong series giới thiệu các xã và huyện Thủy Nguyên, Biên xin cùng mời quý anh chị và các bạn đi tìm hiểu về một xã tiếp theo của huyện, đó là xã Ngũ Não. Thì xã Ngũ Não có điều kiện tự nhiên về mặt diện tích khoảng 6,52 km2 với dân số khoảng hơn 11.000 người. Về mặt vị trí cụ thể thì xã Ngũ Não nằm phía nam của xã Ngũ Não thì tiếp giáp với xã Phả Lễ, xã Phục Lễ. Phía đông thì tiếp giáp với xã Tam Hưng, phía bắc thì giáp với hồ Đà Lẵng, phía tây thì giáp với xã Trung Ngà và xã Thủy Triều. Và cái cảnh quan anh chị đang nhìn trước mặt đây chính là cái điểm cuối giao giữa xã Ngũ Não với xã Tam Hưng và nối đi vào đập Minh Đức. Và chúng ta sẽ cùng nhìn cái quang cảnh của cái hồ Đà Lẵng, điểm tiếp giáp cuối của xã Ngũ Não này. Đấy, anh chị có thể nhìn thấy. Và từ đây khi mà chúng ta chạy dọc theo cái tuyến đường 359 này, quay trở lại theo hướng núi đèo, thì anh chị có thể dễ dàng nhìn thấy ngay là về đặc thù và bố cục thì toàn bộ xã Ngũ Não sẽ bám dài theo cái trục đường 359 và toàn bộ quỹ dân ở thì hầu như là sẽ ở về mạn phía nam của tuyến đường 359 này, là dân cư ở rất là đông và đại đa số. Còn phía bắc thì hầu như chỉ có những tuyến mặt đường chính thôi, còn hầu như là sẽ không có dân ở. Đấy là về bố cục chung. Và còn ở góc này là khi mà chúng ta đi theo dọc theo tuyến đường 359 từ phía núi đèo đi xuống đoạn đầu của xã Ngũ Não mà tiếp giáp với xã Thủy Triều, và chúng ta sẽ chạy dọc theo tuyến đường 359 này để cùng quan sát cái việc bố cục đường đi nối lại cũng như là phân bổ dân cư trên toàn xã Ngũ Não. Anh chị có thể quan sát thấy là hầu như là dân ở bám theo tuyến đường này, đúng không ạ? Và các cái quỹ nhà xưởng lớn mà dành cho công nghiệp thì cũng hoàn toàn là không thấy. Và sẽ có các cái đường xương cá bám dọc theo cái đường 359 này để chạy vào trong làng. Đấy là một cái đặc điểm rất là rõ ở xã Ngũ Não. Và chúng ta đang đi qua đoạn của Ủy ban Nhân dân xã Ngũ Não này, và cứ dọc theo tuyến đường 359 này thì còn có các như trường trung học phổ thông Ngũ Não này, và có thể thấy là dân cư bố cục rất là đều, cứ chạy dọc theo tuyến đường 359 này, và cứ sau dân thì sẽ là các quỹ đất nông nghiệp rất là đều. Và về mặt cơ cấu về diện tích thì xã Ngũ Não với diện tích khoảng 6,52 km2 thì cái quỹ đất nông nghiệp khoảng chiếm khoảng 3,74 km2, tức là tương đương với khoảng tầm 57%. Còn quỹ đất phi nông nghiệp thì chiếm khoảng 2,42 km2, tương đương với 38%. Trong đó thì cái quỹ đất ở nông thôn là chiếm 0,89 km2, tương đương với khoảng 13,5%. Và quỹ đất ở đô thị thì không có, tức là trong cái quỹ đất ở nông thôn thì chiếm khoảng 13,5%, còn quỹ đất ở đô thị là không có, quý anh chị ạ. Và về thị trường bất động sản thì anh chị có thể thấy là thị trường bất động sản Ngũ Não là một thị trường sơ khai, khi mà những cái giao dịch mạnh và nhiều ở xã Ngũ Não như theo Biên ghi nhận sẽ nằm ở trong năm khoảng năm 19, năm 20. Và cái trục mà khu vực mà đắt nhất của xã Ngũ Não thì không thể nào khác chính là cái tuyến đường 359. Và chạy dọc theo tuyến đường 359 này
thì giá nó sẽ dao động từ tầm khoảng 25 đến 40 triệu một mét. Trong đó đoạn đầu với xã Thủy Triều thì sẽ là đắt nhất, và càng đi về phía xã Tà Mưng thì cái giá nó sẽ càng đao xuống. Và các cái tuyến 2, các cái khu vực mà ô tô vào được, các cái dọc xương cá ở cái đường 39 này thì sẽ giao dịch khoảng từ 10 đến 15 triệu trên một mét vuông. Và cái bố cục về dân cư thì phân bổ dân cư và các quỹ đất thì anh chị thấy rằng thì hầu như là các cái giao dịch ở đây sẽ là các cái giao dịch mà các cái đất nền trong dân được chia tách ra. Chứ còn các cái khu dành cho các cái dự án về nhà ở hay các cái khu đấu giá hoặc các khu tái định cư lớn thì ở trên xã Ngũ Não thì hoàn toàn cũng là chưa có. Hoặc các cái khu đấu giá thì chỉ là nhỏ lẻ chục lô đổ lại thôi. Chứ còn các cái khu chia lô lớn là hoàn toàn là chưa có. Tức là thị trường hoàn toàn ở một cái mức rất là sơ khai bình thường quý anh chị ạ. Và trong tương lai, những kỳ vọng lớn nhất của xã Ngũ Não là dành cho khi tuyến đường 359 giai đoạn 2 được làm thông đến cầu rừng, sau đó cầu rừng được khởi công và hoàn thiện, thì chắc chắn là những sự thông thương của xã Ngũ Não sẽ rất là tốt lên. Ngoài ra thì cái tuyến đường 9C khi mà được làm tiếp chạy cục đến phục nễ, phả nễ, nập nễ, và các cái tuyến đường nhánh kết nối với đường 359 ở đoạn này được hình thành thì nó sẽ đem lại những cái sự thông thương cho khu vực, toàn bộ khu vực cộng với xã Ngũ Não. Ngoài ra thì một khu công nghiệp rất là được kỳ vọng của khu vực này, đó là khu công nghiệp Thủy Nguyên của tập đoàn Vingroup, khi mà đi vào hoạt động thì cũng sẽ đem lại cái sự tấp nập hay sự cái lưu lượng về cái người ở và công nhân ở khu vực này, thì sẽ đem lại những kỳ vọng mới cho khu vực và xã Ngũ Não. Và hy vọng rằng trong tương lai thì chúng ta sẽ cùng chứng kiến cái sự phát triển của xã Ngũ Não cũng như là sự phát triển của thị trường bất động sản. Thì trên đây là những chia sẻ dựa trên những hiểu biết của Biên về xã Ngũ Não, có thể còn những sai sót hoặc thiếu sót thì rất mong quý anh chị hãy bổ sung, hãy comment dưới những video này hoặc liên hệ với Biên để cùng trao đổi qua số điện thoại 0904060345. Rất vui khi được giao lưu và chia sẻ cùng quý anh chị. Và cuối cùng, quý anh chị hãy đừng quên đăng ký kênh Nhà Đất An Phú để cập nhật những thông tin về bất động sản một cách nhanh nhất và chính xác nhất tại khu vực Thủy Nguyên. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo.